Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan tới vụ việc hai ngư dân bị hành hạ dã man trên vùng biển huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xảy ra vào năm 2022. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trần Văn Thời vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 người về tội hành hạ người khác và cố ý gây thương tích. Theo đó, ngày 12 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can đã hành hung dã man ngư dân Trương Văn Trung, 48 tuổi, thường trú ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang, gây thương tích 48%. Các bị can bị truy tố bao gồm Trần Công Toàn, 37 tuổi, còn gọi là Tô, Đoàn Văn Tạc, 41 tuổi, tên gọi khác Đoàn Văn Hùng, Sử Trí Tâm, 27 tuổi, Nguyễn Văn Tị, 34 tuổi, Nguyễn Văn Của, 32 tuổi, cùng ngụ huyện Trần Văn Thới. Cả 5 bị can này bị truy tố về hành vi hành hạ người khác và cố ý gây thương tích. Trước đó, tối ngày 15 tháng 11 năm 2022, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hai người dân bị hành hạ dã man trên tàu. Vụ việc sau đó được xác định xảy ra tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thới, tỉnh Cà Mau. Nạn nhân trong vụ bạo hành là ngư dân Trương Văn Trung và ngư dân Lê Văn Bình. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian đầu tháng 2 đến cuối tháng 5 2022, ông Trung đã bị đánh 12 lần. Theo khai nhận, ông Trung bị đánh bằng nhiều hung khí khác nhau như vỏ xe dài khoảng 50cm, đuôi cá đuối, cây xẻng và nhiều lần bị đánh bằng tay. Có lần các bị cáo còn dùng kim bấm bẻ răng ông Trung. Nhận được thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trần Văn Thời đã nhanh chóng tiến hành điều tra, khởi tố 5 bị can nêu trên. Cả 5 bị can đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đã hành hạ và đánh đập, bẻ gãy răng và gây ra thương tích cho ông Trung và Bình. Hiện tại, gia đình bị can Trần Công Toàn đã khắc phục hậu quả cho ông Trung số tiền 150 triệu đồng, ông Bình 100 triệu đồng, còn lại mỗi bị can đã khắc phục cho ông Trung 3 triệu đồng. Riêng Lê Văn Bình sau khi vào bờ, trình báo chính quyền địa phương và nhận được số tiền của gia đình bị can Toàn bồi thường rồi bỏ đi, đến nay chưa xác định được. Do cơ quan điều tra chưa làm việc được nên tách ra trong vụ án khác. Khi nào Bình có đơn yêu cầu thì tiếp tục làm rõ, xử lý sau.